Đê bao sông Măng đi qua 4 huyện của tỉnh Vĩnh Long. Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tác dụng chống ngập, ngăn lũ, vừa ngăn mặn cho khoảng 60.000 hecta đất sản xuất. Theo kế hoạch thì công trình này cơ bản hoàn thành trong năm 2022. Tuy nhiên đến nay nhiều đoạn trên tuyến đang được thi công dang dở. Vì vậy mà người dân mong muốn công trình sớm hoàn thành nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Nhà ông Bùi Văn Tấn nằm cặp công trình đê bao sông Măng thuộc ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít. Gần 8 tháng trôi qua, kể từ khi điểm sạt lở trước nhà xảy ra đến nay, đoạn sạt lở này vẫn chưa được tiếp tục thi công. Ông Tấn rất lo lắng khi bờ bao tạm bằng những bao cát này ngày càng xuống cấp, đe dọa ảnh hưởng trực tiếp đến căn nhà của ông đang ở. Ba cái bao cát bây giờ nó mục rồi. Nó muốn bể như thế nào nó bể đó. Mong muốn ở trên họ đôn đốc dùng công trình. Đó, là cho sớm hoàn thành cho bà con yên tâm đi lại rồi sản xuất cho trồng qua màu nhà cửa nó cũng bảo đảm. Đê bao sông Măng qua xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít dài khoảng 4,5 km đã thi công được hơn phần nửa. Tuy nhiên do các đoạn thi công không liên tục nên việc đi lại của người dân chưa thông suốt. Mặt khác, phần lớn đê bao cập mé sông, ngay các khúc nước xoáy vào bờ nên đối mặt với nguy cơ sạt lở rất cao. Tôi cũng mong muốn là coi như là công trình thi công nhanh và làm cho tốt để cho bà con là người ta đi lại cho dễ dàng. Riêng về cái đối với cái giải pháp thi công thì hiện nay là cũng đề nghị là các cái cơ quan chức năng nên xem xét để rồi đưa ra cái giải pháp cho nó phù hợp để rồi cho cái công trình này nó được lâu dài để phục vụ cho người dân. Trên địa bàn huyện Mang Thít hiện vẫn còn nhiều đoạn của công trình đê bao này thi công dang dở, vừa gây khó khăn cho việc đi lại, chưa phát huy được hiệu quả bảo vệ sản xuất, nhất là trong bối cảnh thời tiết thủy văn ngày càng diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là trong đợt hạn mặn vừa qua, độ mặn hơn 4 phần ngàn đã lên đến Dàm Quế An, là ngã ba của sông Cổ Chiên và sông Mang Thít. Làm cho ngon lặng bà con người ta đi lại tới lui dễ dàng. Cấp trên làm sao mà bờ đừng có lỡ nữa. Mong muốn mà cấp trên đó, đơn vị thi công làm đê bao cho chắc chắn nhà tôi đừng còn sạt lỡ nữa. Vậy là tôi mừng lắm rồi. Đã thi công cách nay cũng vài năm rồi. Thì kiến nghị hướng tới là đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công. Thứ hai nữa là đảm bảo làm sao thi công được cho nó cái liên mí, không có để đứt đoạn từng đoạn để đảm bảo việc đi lại cho bà con dân được dễ dàng hơn. Cái thứ ba nữa là nên nghiên cứu những cái đoạn xung yếu cần phải có cái kế hoạch xem xét cụ thể để mình có cái chiết tính mình làm cái công trình nó đạt hiệu quả, sử dụng được lâu dài. Đó là những ý kiến yêu cầu chính đáng để công trình phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất và đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân.